Sáng giờ Quang Minh làm người nông dân thật thụ luôn quý vị. Mệt. Mệt nhưng mà vui. À, lên dọn lại cái nhà vườn. Dọn lại cái nhà vườn để chuẩn bị ngày mai mấy cái thượng đế mà mua đất lên có chỗ tiếp đón cho nó nồng hậu, nó tươm tất, nó chu đáo nha các anh chị. Bây giờ đất cũng hơi trầm lắng cho nên là Quang Minh để không nè. Không sử dụng nay lên dọn lại. Này, bộ bàn. Bộ này ngồi tiếp khoảng tầm 20 khách đó là uống khoảng tầm 5 hộp là được rồi. Là đủ phê. Đó. Dọn lại. Để mai anh chị nào lên mua đất thì ghé đây Quang Minh tiếp nha. Đất sáng giờ sốt rồi. Nóng quá trời quá đất. Cũng chi khoảng tầm ba mấy độ, 32, 33 độ, nhưng mà do làm sáng giờ dọn mệt quá cho nên là nó hơi có tí mồ hôi thôi, chứ cũng chi mát lắm anh chị, mát. Có vườn phía sau rồi này kia nè, đó, vườn cây trái rồi, mướp gì quá trời quá đất. Anh em mà ở xa có Hà Nội rồi vô đây có mua ở đây vài hôm về cũng được, nhà rộng mát thoải mái mà có mấy cái lạnh rồi hết các anh chị, đầy đủ đồ chơi không thiếu gì hết. Quay vòng vòng cho các anh chị mình coi sốt đất à nha. Thứ ai muốn nhà vườn là liên hệ với mình, nếu thích căn này bán luôn bán luôn được giá cả luôn, khổ quá anh chị. Đó, nhà vườn, nhà vườn 20-50 đẹp như hoa hậu, đầy đủ đồ chơi, mới mua bộ ghế bộ bàn giám đốc rồi đặt lên nữa cho nó hoành tráng để anh có chỗ ngồi tiếp anh em chứ nha. Ok nha, mọi vấn đề có Quang Minh lo, các anh chị cứ mua là được rồi, còn mọi vấn đề khác là Quang Minh lo hết. Ok nha, bye bye toàn thể quý vị nha. Cứ liên hệ với Quang Minh là có đất đẹp nha quý vị. Ok.